Chào quý vị và các bạn. Một trong những công việc vô cùng quan trọng khi xây dựng nhà ở là lựa chọn vật tư để đảm bảo kết cấu công trình vững chắc, bền đẹp, hiện đại nhưng giá cả vẫn phải hợp lý với điều kiện tài chính của gia đình. Trong video này, Nội thất Taka sẽ chia sẻ tới các bạn một số kinh nghiệm chọn vật liệu xây nhà được tổng hợp từ ý kiến của các chuyên gia xây dựng hàng đầu hiện nay. Các bạn đừng vội bỏ qua video này, vì tôi tin đây sẽ là video thực sự hữu ích, giúp các bạn có thêm một phần kinh nghiệm khi lựa chọn vật liệu xây dựng nhà để ngôi nhà của bạn được hoàn thiện ưng ý nhất. Taka Decor mang tinh hoa đến mọi công trình. Một ngôi nhà có thiết kế đẹp, có thợ giỏi nhưng nguyên vật liệu không tốt cũng sẽ nhanh chóng bị xuống cấp. Việc lựa chọn vật liệu xây dựng nghe có vẻ đơn giản nhưng là tiềm ẩn rất nhiều vấn đề có thể phát sinh. Bởi vậy, để hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có cho công trình, thì trước khi tiến hành thi công, các bạn cần xem xét lựa chọn kỹ lưỡng các loại vật liệu như sau. Thứ nhất là đá xây dựng. Đá xây dựng có nhiều loại như là đá 1-2, đá 2-3, đá 3-4 và đá 4-6, dùng để làm tăng sức chịu lực cho bê tông. Đá sử dụng cho bê tông thông dụng hiện nay là loại đá 1-2 và đá 2-3, có kích thước hạt lớn nhất là từ 20-25mm. Cốt liệu đá phải sạch tạp chất khi đưa vào trộn bê tông. Vì vậy, trước khi sử dụng, nếu thấy đá có lẫn tạp chất hay là vật thể lạ thì phải làm sạch. Nếu có bụi nhiều thì nên rửa đá. Thứ hai là cát xây dựng. Cát xây dựng gồm cát xây, cát đúc, cát san lấp hoặc các loại cát đen, cát vàng. Cát chất lượng hay không có thể được xác định sơ bộ bằng cách lấy một vốc cát bằng tay. Các chất bẩn như bùn, sỉ sẽ dính lại vào bằng lòng bàn tay bạn. Nếu cát có sạn hay đất sét hoặc các chất bẩn khác sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công trình. Một phương pháp kiểm tra khoa học hơn cách trên đó là đổ cát vào nửa bình thủy tinh, thêm một ít nước vào rồi khuấy lên. Các bạn sẽ thấy cát lắng xuống đáy, các chất bẩn sẽ xuất hiện rõ. Có một nguyên tắc là nếu hàm lượng bùn hoặc bụi bẩn vượt quá 3% tổng trọng lượng cát thì cát đó cần được làm sạch trước khi sử dụng. Cát chất lượng là cát không thể chứa đất sét, chất bẩn, mica hay vỏ sò. Cũng cần kiểm tra cát có bị nhiễm phèn, nhiễm mặn hay không để đảm bảo chất lượng thi công tốt nhất. Ngoài ra, bạn cần chọn mua cát đúng với vị trí cần xây dựng. Với cát hạt chung thì để xây và tô tường, cát hạt mịn để san lấp nền móng và cát hạt lớn thì để đổ bê tông. Thứ ba là xi măng. Xi măng đóng vai trò gắn kết các thành phần xây dựng như cát, đá và nước lại với nhau để hình thành đá nhân tạo. Bên cạnh đó, xi măng cũng là thành phần quan trọng nhất trong hoạt động xây dựng, chát và đổ bê tông. Việc chọn loại xi măng không phù hợp có thể sẽ khiến cho bạn tiêu tốn rất nhiều chi phí sau này để sửa chữa. Mặc dù hiện tại bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhờ mua xi măng rẻ có chất lượng thiếu đảm bảo, bạn nên nhớ rằng khi đã sử dụng xi măng để xây nhà, bạn không thể thay thế hoặc cải thiện nó như là máy ngói. Nếu xi măng kém chất lượng, bạn chắc chắn phải đập bỏ toàn bộ để làm lại. Chi phí xi măng chỉ chiếm một phần nhỏ vào khoảng 6-9% trong tổng giá trị của công trình. Vì vậy, khi lựa chọn mua xi măng, bạn hãy chắc chắn rằng mình đã quyết định đúng. Thứ tư là gạch xây. Có rất nhiều loại gạch xây dựng bao gồm gạch không nung và gạch đất nung. Chất lượng của gạch xây dựng có thể được kiểm tra thông qua quan sát. Thông thường thì gạch tốt sẽ có hình dạng chuẩn với những góc cạnh sắc nét, vuông vức. Màu sắc tương đồng nhau cũng giúp đảm bảo chất lượng gạch ở trạng thái tốt nhất. Bạn có thể kiểm tra vật liệu xây dựng gạch bằng những cách sau. Một là khi làm vỡ viên gạch, nó sẽ không vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hai là khi đập hai viên gạch vào nhau, gạch chất lượng sẽ phát ra âm thanh dứt khoát. Ba là làm rơi một viên gạch ở độ cao khoảng 1 mét, gạch tốt sẽ không bị vỡ. Hoặc các bạn có thể thử cách là ngâm viên gạch vào trong nước khoảng 24 giờ, sau đó kiểm tra trọng lượng của nó. Nếu trọng lượng nặng thêm khoảng 15%
thì bạn không nên sử dụng loại gạch này. Ví dụ, một viên gạch nặng khoảng 2kg không được nặng quá 2,3kg sau khi ngâm nước trong khoảng 24 giờ. Loại vật liệu thứ 5 mà các bạn phải xem xét lựa chọn đó là sắt thép xây dựng. Đặc tính của thép xây dựng là dẻo và có độ bền cao, giúp hỗ trợ khả năng chịu lực của bê tông. Khi lựa chọn sắt thép làm vật liệu xây dựng thì các bạn cần lưu ý chọn sắt thép xây nhà của thương hiệu thép uy tín trên thị trường. Cần xác định số lượng và chi phí sao cho hợp lý. Nếu bạn không có kinh nghiệm, có thể tham khảo ý kiến của kỹ sư xây dựng để được tư vấn loại sắt thép phù hợp nhất đối với kết cấu công trình và kinh tế của gia đình bạn. Về bảo quản sắt thép thì các bạn nên lưu ý là khi thép được vận chuyển đến công trình thì phải nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ. Nơi tập kết sắt thép phải có mái che và không để trực tiếp xuống nền đất. Thứ 6 là thiết bị vật tư điện nước. Việc lắp đặt các thiết bị hệ thống điện nước là một trong những công đoạn trong quá trình xây thô của ngôi nhà. Thi công điện nước đòi hỏi phải thực hiện một cách hệ thống, đồng bộ, tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, chất lượng vật tư cũng đóng vai trò quan trọng đối với tính bền vững của công trình. Để hạn chế sự cố rò rỉ, tắc nghẽn, không nên tiết kiệm mà sử dụng vật tư kém chất lượng, không đảm bảo, dễ gây ra sự cố trong quá trình sử dụng, tốn kém công sức, thời gian và chi phí sửa chữa. Bạn có thể tham khảo lựa chọn một số thương hiệu thiết bị điện có uy tín lâu năm, được nhiều người tin dùng. Với thiết bị chiếu sáng thì các bạn nên lựa chọn các thiết bị cùng một thương hiệu để thuận tiện trong quá trình mua sắm, đồng thời tạo ra sự đồng bộ cho công trình. Ngoài ra, khi mua thiết bị chiếu sáng tại các đại lý, nhà phân phối, bạn cần tìm hiểu chính sách bảo hành, đổi trả để hạn chế rủi ro khi mua phải những sản phẩm lỗi hay kém chất lượng. Thứ 7 là cốt pha. Cốt pha được sử dụng để làm khuôn đổ bê tông. Vì vậy, bạn phải lựa chọn được loại cốt pha đúng kích thước, thiết kế mới đảm bảo được khả năng chịu lực của bê tông. Thực tế đây là việc của nhà thầu. Bạn có thể lưu ý với giám sát của bạn vấn đề này khi tiến hành xây dựng. Và cuối cùng là lưu ý khi lựa chọn mua vật tư hoàn thiện như thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, sơn bả, gạch ốp lát. Với thiết bị vệ sinh, mỗi thương hiệu đều có những đặc trưng, ưu nhược điểm và mức giá thành khác nhau. Tùy thuộc vào ngân sách, bạn có thể lựa chọn thiết bị thương hiệu phù hợp nhất với công trình nhà mình. Có thể sử dụng đồng bộ thiết bị của một nhãn hàng hoặc phối hợp các thiết bị từ các nhãn hàng khác nhau. Kinh nghiệm chọn và thiết bị vệ sinh là ưu tiên đầu tư cho chậu rửa và bồn cầu. Chọn sản phẩm cao cấp nhất trong khả năng chi trả để thuận tiện cho quá trình sử dụng. Vệ sinh, bền đẹp, ít phải sửa chữa, thay thế. Nên chọn loại thiết bị vệ sinh chú trọng đến tính năng tiết kiệm nước, kích cỡ phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình để góp phần tiết kiệm nguồn nước sạch và chi phí của gia đình. Ngoài thiết bị vệ sinh quen thuộc, truyền thống, hiện nay trên thị trường còn có các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh thông minh với nhiều tính năng nổi trội và ấn tượng như vệ sinh tự động, tự điều chỉnh nhiệt độ nước. Nếu có điều kiện, bạn có thể cân nhắc lựa chọn để trải nghiệm những tính năng độc đáo, tăng tiện nghi cho cuộc sống, nhưng cần đảm bảo tính thực tiễn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu các bạn lựa chọn sơn tường thì bạn nên đến trực tiếp đại lý của hãng để chọn sơn có mức giá hợp lý nhất. Tùy thuộc vào mục đích sơn ngoại thất hay nội thất mà bạn cân nhắc lựa chọn sơn theo từng tiêu chí riêng. Đối với sơn nội thất thì do đặc thù môi trường trong nhà, dễ bị ẩm, lâu khô, vết bẩn thường do con người gây ra với nhiều loại bụi bẩn khác nhau. Nên khi chọn sơn cần đặt ra các câu hỏi như sau. Sơn có khả năng chống thấm, chống nấm mốc không? Thành phần sơn có đảm bảo các quy chuẩn an toàn sức khỏe không? Bề mặt sơn cứng hay mềm? Độ mịn như thế nào? Khả năng lau chùi dễ hay khó? Có tự làm sạch được không? Sơn có bám dính tốt không? Và khả năng bền màu được bao lâu? Còn đối với sơn ngoại thất thì để chịu được tác động trực tiếp của thời tiết và môi trường như nắng, mưa, bụi bẩn, độ ẩm, thay đổi nhiệt độ đột ngột thì sơn ngoại thất tốt phải đảm bảo các tiêu chí đó là bề mặt sơn có độ phủ rộng, chống thấm,
chống chảy xước, chống bám bẩn, dễ lau chùi, có khả năng bám dính cao, giữ được màu sắc lâu phai, có khả năng chống nóng tốt, tiết kiệm điện năng, giảm thiểu được hiệu ứng nhà kính. Thành phần của sơn phải thân thiện với con người và môi trường, không chứa chất độc hại như chì hoặc thủy ngân. Còn về gạch ốp lát thì hiện nay trên thị trường có vô cùng đa dạng chủng loại cho đến chất lượng. Trong đó, dòng gạch loại 2, loại 3 thông thường có chất lượng thấp, dễ bị cong vênh, sứt mẻ, có kích thước không đồng đều. Vì vậy, nên tránh mua những loại gạch này. Khi chọn mua gạch ốp lát cho công trình thì đầu tiên cần chọn mẫu gạch phù hợp với phong cách kiến trúc và nội thất trong ngôi nhà. Ngoài ra, bạn cần chú ý đến độ tráng men và chất lượng của gạch để đảm bảo sử dụng lâu dài, không bị mất tính thẩm mỹ. Để chọn gạch lát nền, ốp tường có chất lượng tốt, bạn có thể kiểm tra bằng một số tiêu chí sau. Cốt gạch màu trắng là loại có nguyên liệu là cao lanh và tràng thạch thì tốt hơn cốt gạch có màu đỏ là loại có cốt liệu là đất sét. Nhìn kỹ mặt gạch men có lỗ nhỏ hay không, càng ít lỗ, không quá 3 lỗ và lỗ càng nhỏ thì chất lượng càng tốt. Đối với gạch lát nền, nên chọn gạch nhám để hạn chế sự trơn trượt, ít hoa văn càng tốt để tiện lau chùi, vệ sinh. Tuy nhiên với phòng sử dụng nhiều đồ đạc có bánh xe thì không nên lát các loại gạch sần, sẽ gây khó khăn khi dịch chuyển, dễ làm xước bề mặt men. Bề mặt gạch phải thật phẳng, bạn có thể úp mặt hai viên gạch vào nhau xem khe hở có bị cong vênh hay không. Gõ nhẹ vào gạch, âm thanh phát ra thanh mảnh thì chứng tỏ gạch cứng và chắc. Hoặc nhỏ vài giọt nước vào lưng gạch, phần không tráng men, nước thấm càng chậm càng tốt. Tuy nhiên, hai cách này thì chỉ áp dụng với gạch lát nền, không áp dụng với gạch ốp tường. Bên cạnh việc lựa chọn sơn tường và gạch ốp lát nào cho phù hợp với kiến trúc của ngôi nhà, thì các bạn có thể lựa chọn thêm về dòng vật liệu lát sàn, ốp trần trong nhà và ngoài trời là tấm nhựa ốp tường PVC, sàn nhựa hèm khóa SBC, sàn gỗ công nghiệp và tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời. Đây là dòng vật liệu xanh được ưa chuộng sử dụng nhiều nhất hiện nay bởi tính thẩm mỹ và độ bền cao, thân thiện với môi trường, không ở mốc mối mọt, không cong vênh cong ngót và hoàn toàn chịu nước. Những sản phẩm này có mẫu mã, màu sắc rất đa dạng nên sẽ phù hợp với mọi kiểu dáng thiết kế. Hy vọng những chia sẻ trong video này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình lựa chọn mua vật liệu để chuẩn bị xây lên những ngôi nhà mơ ước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những chia sẻ của chúng tôi. Nội thất Taka mang tinh hoa đến mọi công trình.